truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. À, mấy em có nghe tin bà Sương bị hỏa hoạn cháy hết đồ đạc chưa vậy? Có. Anh ơi, cái gì? Bọn em vừa biết xong. Vậy hả? Ôi khổ thân bà Sương nhà anh nhỉ. Nhà đã nghèo, lương nhân viên tạp vụ thì chẳng được bao nhiêu. Bây giờ còn bị hỏa hoạn mất hết tất cả nữa chứ. Bởi vậy mới tội hả? Em muốn quyên góp cho bà Sương á thì gặp ai hả anh? Tiền thì gặp Chí Tính, còn quần áo đồ đạc chăn màn này kia gặp anh. Đây là cái lúc để mình thể hiện được cái tinh thần đoàn kết của bạn bè đồng nghiệp ha. Công nhận nha. Bữa nay anh Quỳnh có cái áo độc thiệt á. Của thằng cháu nó bỏ, thấy còn mới nên lấy mặt bỏ một tí. Anh về phòng làm việc chứ ạ. Chị Hồng nè, theo chị mình nên quyên góp bao nhiêu tiền cho bà Sương? 20. Em nghe lộn phải không? Ý của chị là 200 hả? Không, 20.000. 20.000? 20.000 thì mua được cái gì? Bất qua được cái ổ cắm điện à? Thì mình quyên góp thêm quần áo. Mà thật ra là mình có thân thiết gì với bà Sương đâu, chỉ là quen biết sơ sơ thôi mà. Chị Hồng nè, nếu mà em gặp khó khăn, ví dụ em bị bệnh hiểm nghèo hay gì đó, chị sẽ giúp em như thế nào? Thì thực ra là chúng ta gặp nhau hàng ngày, nhưng mà mức độ thân thiết thì cũng chưa đủ. Không thân? Chị quá đáng thiệt đó nha. Ý chị nói là chị cũng chỉ bỏ ra 20.000 để mà giúp đỡ em thôi gì. Em nói cho chị biết nha, nếu mà chị gặp khó khăn á, em sẽ bỏ ra 500.000. 500.000 lận đó. Cô hào phóng nhở. Nhưng mà tôi cũng chưa điên đến cái mức ý mà mong gặp khó khăn để được cô giúp đỡ đâu. Anh Quỳnh, anh sẽ quyên góp bao nhiêu tiền cho bà Sương? Việc này có phụ thuộc vào tình cảm riêng anh dành cho bà không? Tại sao lại phụ thuộc vào tình cảm riêng là sao? Cái quan trọng á, là tình cảnh của người bị hại như thế nào và khả năng của mình như thế nào ha. Ủa, sao tự nhiên bữa nay em lại có ý nghĩ keo kiệt vậy? Không phải em. Em hỏi là vì em biết có người nghĩ như vậy á. Con người của mình á, ngoài cái tình cảm riêng tư ra còn có một cái tình cảm lớn hơn, mà cái đó người ta gọi là cái gì? Tình cảm đồng loại. Anh nói thiệt nha, có nhiều đêm anh nằm anh không ngủ, anh khóc nhiều lắm, vì anh thương những người trong trận động đất Haiti, cho dù họ chẳng có liên quan đến anh, chẳng quen biết gì đến anh. Cái đó người ta gọi là tình đồng loại đó em. Mọi người có biết anh Trần Huỳnh quyên góp bao nhiêu tiền không? Anh Quỳnh không tặng tiền, nhưng mà anh Quỳnh tặng bác Sương bằng hiện vật. Em tin chắc là món quà anh Quỳnh tặng cho bác Sương sẽ rất đặc biệt. Em biết tính anh Quỳnh mà. Đương nhiên rồi, dù sao anh Quỳnh cũng là chủ tịch công đoàn mà. Cái gì vậy? Chuyện gì mà ồn ào chứ vậy hả? Ủa bác Sương. Chào chủ tịch công đoàn. Rất cảm ơn chủ tịch công đoàn đã gom góp đồ tặng tôi. Thế nhưng mà ai tặng tôi bộ quần áo này tôi thích nhất đi nhá. Ôi trời ơi. Không có gì, đây chỉ là tấm lòng của công đoàn thôi ha. Với lại món quà nhỏ mà có gì đâu khách sáo. Đi lên phòng tôi uống nước đi, đi đi. Đó là tấm lòng của chủ tịch công đoàn đó. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.